Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi quay trở lại với một màn đầu tiên, đấy chính là màn quay số để công bố giải thưởng cho hai người follow và comment ở trong video chiếc thùng cải tiến của chúng tôi ở video trước. Thì thể lệ cuộc chơi là chúng tôi vào cái website random.com.vn và chúng tôi set cái số từ 0 đến 99 và chúng tôi sẽ quay cho đến khi chúng ta ra được hai con số của những người comment ở video đó anh em nhé. Và đây thì chúng ta sẽ test thử hai lần, được chưa? Test thử hai lần để anh em thấy được là nó rất là ngẫu nhiên. Số 30 này, số 26, đó hoàn toàn ngẫu nhiên, không theo ý chủ quan của tôi. Đó, rất là công tâm. Và bây giờ chúng ta quay thật anh em nhá. Rồi, đầu tiên số 92. Có số 92 không ạ? Ui trời ơi, có luôn số 92. Mình không xin con sổ số luôn. Được chưa? Một số 92. Rồi anh em nhá, tiếp đến số thứ hai này. Số 36. Có số 36 không ạ? Oh, không có số 36 rồi. Tiếp 82. Có số 82 không ạ? Có. Ui dồi ôi, có số 82 rồi anh em ạ. Thế thì chúng ta ở trong video này game quá là dễ, anh em chỉ việc comment và chúng ta nhận ngay phần thưởng là hai cái hộp treo box trị giá mỗi một hộp là 2,5 triệu từ Gia Bảo Luxury. Một game quá là easy đúng không ạ? Và đó, ngay hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ bật mí tới anh em ở cuối video này, chúng tôi sẽ lại một phần quà chiên tới anh em xem video, follow kênh và chia sẻ video. Chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn đề cập ở trong video này đó chính là chúng ta đeo một chiếc Rolex size 37mm cho nam giới liệu có bị nhỏ hơn so với cổ tay hay không, và size 37mm thì nên đeo cho nam hay là nên nữ đeo size 37 thì phù hợp, thì chúng ta cùng tìm hiểu ở trong video này anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì chiếc đồng hồ mà tôi đang có trên tay là một phiên bản vỏ thép, mặt số rhodium, mặt số gray, màu xám. Thì có rất là nhiều anh em sẽ hỏi, đã đặt câu hỏi cho tôi thời gian trước này là anh Hiệp ơi, thì em sắp tới là sẽ muốn mua một chiếc AP Rolex, thì theo anh em nên đeo size nào cho phù hợp. Thì với những cái phiên bản mà không có chronograph, chỉ đơn giản là 3 kim một lịch, thì chúng ta sẽ thường thấy có 3 size cơ bản, đó chính là size 37mm với phiên bản là 15450, mã là 15450. Phiên bản size 39mm có hai phiên bản, đó là 15300 thì phiên bản này đã dừng sản xuất, và một phiên bản là 15202 là Jumbo thì hiện tại đang sản xuất. Với size 39 này thì nó là cái size nguyên thủy của chiếc đồng hồ Gerardienta, chiếc Jumbo Gerardienta thì size 39 là size nguyên thủy. Và một size nữa đó chính là size 41mm. Trước đây thì nó là có mã là 15400 và nay nó được nâng cấp lên là 15500. Đó, thì chúng ta sẽ có 3 size cơ bản là như vậy, 37, 39 và 41. Thì trong video này thì tôi đang sở hữu một chiếc size 37mm. Thì tôi đã có những cảm nhận như thế nào về chiếc 37mm này? Thì đầu tiên ấy, phải nói một điều là khi cầm trên tay chiếc Rolex 37mm thì cảm nhận đầu tiên của tôi với chiếc đồng này thì tôi nghĩ đó là nó hoàn toàn lớn hơn so với, tức là mắt nhìn nhá, tôi cảm giác là nó lớn hơn với cái đường kính là 37mm. Tôi nghĩ là nó phải rơi vào tầm 38mm cho một chiếc đồng hồ thông thường. Đó, phải 38, thậm chí là 385. Đó, phải là 385, không nghĩ là nó chỉ là size 37mm. Thì khi mà tôi đeo lên tay, đây như anh em đang thấy, đây khi lên tay, thực sự mà nói cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn với đường kính là, với chu vi là khoảng gần 17, thì anh em sẽ thấy được một điều là chiếc đồng hồ này không hoàn toàn bé như chúng ta nghĩ. Tôi nghĩ ngay từ lúc đầu khi mà nói đến size 37 Rolex ấy, lúc đầu tôi nghĩ như này này, ui sao mà bé thế, phải đang đeo đồng hồ thể thao ấy thì phải đeo nó to một chút, bự một chút thì nhìn nó mới khỏe, nhưng hoàn toàn không phải. Cái cảm giác của tôi khi đeo chiếc đồng hồ này đó chính là có một điểm gì đấy nó kết hợp giữa thể thao và nhẹ nhàng của tính cổ điển, nó có thể ẩn được sau cổ quá của chúng ta đó. Và đây như anh em đang thấy trên cổ tay tôi thì nó thực sự là nó không nhỏ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì dáng của AP Rolex 15450 nói riêng và Rolex nói chung ấy, thì cái dáng tay càng khá là to, và để gọi là có cái cảm giác đeo ôm tay ấy, thì chúng ta đeo càng size nhỏ thì nó lại càng ôm tay. Khi tôi đeo size 41mm ấy, với những cái chiếc Datejust hay là những chiếc đồng hồ sport ấy,
thì size 41 là hoàn toàn bình thường, rất là vừa tay thôi. Nhưng với size 41 khi mà tôi đeo Reebok ấy thì nó có cảm giác là nó lớn hơn cổ tay tôi, mặc dù cổ tay tôi không nhỏ, 17, chu vi 17. Đó. Và khi tôi đeo chiếc size 37 này, 15450 này thì nó hoàn toàn rất là ôm tay. Với những người mà thích cái cảm giác đeo một chiếc đồng hồ nó ôm khít lên tay ấy, thì đeo đồng hồ nhỏ, và nhất là những chiếc Reebok như thế này, nó ôm trọn cổ tay của chúng ta, và nhìn từ trên xuống, góc nhìn từ trên xuống là cái đồng hồ, cái phần tay càng nó không bị đưa ra ngoài cái bản tay của chúng ta. Đó, đấy là một cái ưu điểm mà tôi nghĩ là khi chúng ta đeo đồng hồ size nhỏ, size 37mm thì đấy là ưu điểm. Đó là cái cảm nhận của tôi. Nhưng đặt ra một cái câu hỏi đó là nếu như để tôi chọn thì tôi sẽ chọn size nào trong 3 size 37, 39 và 41. Thì như ở đầu video thì tôi cũng đã nói rồi, cái size phổ thông nhất ấy của Reebok hiện nay đang là size 41, đúng không ạ? Việc mà chúng ta thường thì đa phần chúng ta sẽ tìm mua một chiếc 41mm, đúng không? Nhưng cá nhân tôi, nếu để tôi chọn thì tôi sẽ chọn 39mm, đeo rất là vừa tay, rất là ôm tay. Và cái size 39 ấy thì nó thực sự nó rất phù hợp với cổ tay, theo như tôi đánh giá là cổ tay từ 16 đến 17 cm chu vi. Còn với chiếc 37mm này thì sao? Nó phụ thuộc vào cách bạn muốn đeo đồng hồ nó sport, nhưng mà cái cổ tay của bạn nhỏ khoảng tầm 16 thì size 37 là tuyệt vời và quá phù hợp. Hoặc là bạn là nữ giới thì bạn đeo một cái việc mà chúng ta chọn một chiếc 39 là quá lớn hay 41 là quá lớn thì 37mm lại rất là phù hợp với cổ tay của nữ giới. Đó, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn size 37 hay là lựa chọn 39 hay là 41 thì nó phụ thuộc vào cái việc sở thích của bạn. Bạn muốn đeo đồng hồ to hay là bạn muốn phối đồ cho nó phù hợp, hay bạn là nam hay bạn là nữ nữa. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì như đã hứa với anh em thì ở cuối video thì tôi sẽ có một món quà tri ân, và chúng ta sẽ tiếp tục quay số với một người. Lần này chỉ là một người thôi nhá, một người duy nhất comment hai số cuối trùng với cái kết quả video lần sau, cũng lại ở website radio.com.vn. Và phần quà lần này là một hộp da bò, một hộp travel box da bò, vải da bò thêu chỉ trắng rất là đẹp. Tôi dành tặng một phần duy nhất tới anh em. Đó. Còn anh em có cảm nghĩ như thế nào về một chiếc AP size 37mm? Anh em nếu được chọn thì anh em sẽ chọn 37mm hay là 39 hay 41? Hãy cùng comment ở dưới video này anh em nhé. Đừng quên follow kênh và comment để nhận phần quà ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.